hàng về lần này mình sẽ đi từ phía bên này qua bên đây ha. Tổng cộng mình có là 123 mục đúng không ta? Đầu tiên đó là 404F8 là bộ kìm phe 8 cây. S8 tức là set 8 cây. Bộ này có giá là 7.640.000. Tiếp video. Bao nhiêu? 7.640.000. Rồi, bộ kìm phe này mình có làm một cái video rất là chi tiết rồi. Châu chụp thế liệu có thấy không? Okay. Mình có làm video rất là chi tiết rồi, bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây. Bao gồm cùng phe trong và phe ngoài. Cây đầu thẳng và đầu cong có đầy đủ hết ha. Các bạn coi chi tiết ở trên YouTube. Rồi.